Xin chào các bạn đến vườn xương rồng của Toàn ha. Thì hôm nay Toàn sẽ chia sẻ các bạn cách bón cái phân tan chậm sao cho nó hợp lý mà có hiệu quả nhất ha. Thì với cái phân tan chậm á, thì các anh chị em mà chơi xương rồng xương đá thì chắc cũng không lạ gì, và cũng có thể là thường xuyên và cũng có sẵn dự trữ ở trong nhà. Có nhiều anh chị em á, nhắn tin là hỏi mình là em bón như vậy mà sao thấy giống như là nó không có tác dụng gì hết, hoặc là nó em bón hết cả vườn mà thấy hầu như nó không có tác dụng. Thì sẵn đây thì mình sẽ chia sẻ cái cách bón như thế nào cho nó hợp lý với cái dòng phân tan chậm ha. Rồi chúng ta bắt đầu ha. Rồi các bạn, thì thường á các bạn mua cái phân tan chậm về nó như thế này nè các bạn, đúng không? Thì thường các bạn, mình để ý thấy các bạn mà mua phân về xong thường hay là cứ vào cây trong chậu hết rồi bón lên bề mặt đó, bón lên bề mặt như vậy, đúng không ha, rải đều trên bề mặt như vậy ha. Đó rồi xong cứ bình thường mà tưới, tại vì các bạn cứ nghĩ là nó là phân tan chậm thì mình cứ rải trên bề mặt như dài vậy thôi, rồi xong mà mình tưới thì nó xuống. Như thường thường đó, thường thường là các bạn là cứ mua phân về sẽ bón phân cho cây á, cái chậu cây của mình là nó như vậy. Nhưng mà thiệt sự là các bạn bón như vậy là sai nha các bạn, mà phải là để mà bón đúng á và hiệu quả thì các bạn nên khơi lên một ít. Nếu mà cái cây mình đã trồng rồi ha, đó các bạn khơi lên một ít đất như nè, các bạn lắp lên nha. Đó rồi lớp đất rồi mặt rồi phủ lên một chút như vậy mới là đúng nha các bạn. Đó lắp đi, khơi và lắp ha, có nghĩa là mình bỏ cho nó nằm phía dưới lớp đất mặt một ít ha, chứ mình không nên bỏ lên lớp ở trên. Đó, bỏ như vậy mới đúng nè các bạn. Đó. Còn mà các bạn mà bỏ ở trên trên bờ mặt không là không đúng đâu, không chính xác đâu, và cũng như không cũng được thôi, nhưng mà nói chung là nó không có hiệu quả. Và nên nó có hiệu quả chăng thì nó cũng phần nào thôi. Đó, ok, như vậy nha các bạn. Thì mình sẽ giải thích lý do tại sao mà cái mình bỏ cái phân tan chậm á, ở trên cái bề mặt của chậu đây nè là không hợp lý, mà phải là mình bỏ phía dưới cái lớp mặt. Tại vì cái phân tan chậm này á, nguyên lý của nó là khi nó bỏ vào một thời gian, tại vì cái đây người ta làm ở dạng viên đó các bạn, đó. Nó sẽ ở dạng viên, nó dạng viên và cứng như vậy nè, cứng như vậy nè các bạn, đó, thấy chưa? Mà khi mình bỏ lên trên bề mặt á, như vậy á, nắng á, rất là khô. À, nếu mình có tưới đi nữa thì cái lượng mà thứ nhất á là khi mình tưới nước xuống thì để mà cái phân này nè, cái chất dinh dưỡng trong phân này nó tan và thẩm thấu liền vào cái chậu á, nó không bao nhiêu á. Đó, điều thứ nhất là cái lượng thẩm thấu vào nó không bao nhiêu, tại vì nó khô, mình không có tưới mà ẩm ướt giống như một số loại cây dạng ngâm nước luôn để cho cái phân này nó tan dinh dưỡng ra, tại vì cái mình để trên bề mặt thì nó rất là khô. Đó là cái điều thứ nhất ha, dinh dưỡng nó không có tan ra nhiều đó mà cung cấp cho cái cây. Cái điều thứ hai đó là khi các bạn á bỏ trên bề mặt như vậy nhiều nè, thời gian dài á, nắng, khi mà nắng nó chơi rọi vào thì càng ngày cái cây á, cái viên phân của mình đây nè, nó càng khô và những cái chất dinh dưỡng trong đây nè, nó càng ngày nó bị giống như là nó bị bốc hơi đi lên hết, nó không còn dinh dưỡng nhiều trong cái viên phân đâu. Rồi đến một giai đoạn nào đó cái viên phân của mình á, nè, cái mình thiệt ra mình thấy hình tròn, cho mình bóp ra là nó dịp lép bể ra luôn,
ở trong không còn gì nữa đâu. Đó, thấy chưa? Thì lúc đó nhiều đó, đó khi mà cái giếng khoan mình bể ra thì nó còn cái vỏ không thôi. Đây nè. Đó nó sẽ còn cái vỏ không như vậy ha. Cho nên các bạn lưu ý, nó có hai điều. Thứ nhất á là mình bỏ như vậy nè, giai đoạn đầu á thì cái viên phân nó khô, mình tưới vào cái những cái chất dinh dưỡng trong đó nó không đủ nhanh để mà nó trong viên phân nó thẩm thấu ra ở ngoài, ở ngoài chậu và nó thấm vào chậu. Còn cái điều thứ hai đó là mình bỏ ở ngoài nắng nhiều, cái chất dinh dưỡng nó sẽ bị bào mòn và bốc hơi hết. Lúc đó cái viên nó sẽ chỉ còn cái viên phân nó chỉ còn là cái vỏ thôi, nó không còn dinh dưỡng gì nữa đâu. Và còn nếu mà mình mà bỏ vào ở dưới 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 cái lớp đất mặt á, thì nguyên lý của nó là cái viên phân này nè, khi mình bỏ vào mình tưới thì nó ẩm, cái viên phân á nó sẽ nở ra và nó mềm 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 dần. Và khi mình mà nó không có mềm bấy liền đâu các bạn, nó nở ra và nó mềm dần dần, cái chất dinh dưỡng nó nở ra rồi. Xong cứ mình định kỳ á mình sẽ tưới tưới cây, thì cái tại vì cái viên phân nó đã mềm rồi thì mình tưới ra thì dinh dưỡng nó sẽ thấm đều ra và nó cung cấp xuống dưới cái bộ rễ của cây, mà không phải là mà nó cũng không có bốc hơi đi mất hết những cái dinh dưỡng nếu mà mình bỏ so dưới trên bề mặt. Thì đây mình chỉ em hôm bữa là mình có bỏ một một ít viên phân đang chậm vào một cái chậu mình tưới được ba bốn bữa rồi ha. Thì bây giờ mình lấy ra mình để mình xem cái viên phân đang chậm đó với cái viên phân mà ví dụ mà mình bỏ ở trên bờ mặt. Đây, để mình lấy một cái. Thường thường bỏ trên bờ mặt thì mình bỏ làm sao nó còn y chang vậy thôi à, chứ nó không như cái mà mình bỏ dưới lớp mặt đất đâu. Đây, cái chậu đây là mình đã bỏ, mình tưới 2 3 bữa nay rồi. Để mình coi lại đâu ha. Đây, để mình đổ ra đây. Đây đây các bạn ơi, đây ha. Này, đi lấy giùm về chút xíu nước kìa con. Đây các bạn. Đây. Do mình bỏ dưới mình tưới nước á, nên cái viên khoan á nó thấm, nó đen thù lù, các bạn nhìn không không rõ ha. Đây. Rồi, đại khái nhiêu đó đi ha. Ok. Đây, đây là những cái viên phân mà mình bỏ dưới. Đây. Đây, đây là những cái viên phân mình bỏ dưới đó, lớp đất mặt ha. Đây, đỡ mình rửa đi. Đây. Rồi đây nha các bạn. Đây là những cái viên mà mình đã vừa ở dưới lớp đất mặt, giờ mình rửa ra nè. Đó. Đây còn những cái viên mà bỏ trên bề mặt chậu đây. 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 Không. Các bạn thấy đây. Để mình đưa rõ rõ cho các bạn xem ha. Thấy chưa? Thấy cái viên mà mình bỏ ở dưới bề mặt đó là nó nở ra nè các bạn. Còn đây mình bỏ trên bề mặt thì nó cứ dày hoài à. Mà khi mình bỏ vào bề mặt á thì cái chất nó nở ra và nó tan tan dần và nó dễ thẩm thấu hơn. Đến giai đoạn á ha, nó thẩm thấu hết thì ở trong dinh dưỡng đây nó cũng băm luôn. Đây, nó còn cái vỏ không thôi. Và nó có tan cỡ nào thì nó cũng nằm ở trong cái chậu. Và cái thẩm thấu nó nhanh. Còn cái đây nè, những cái viên này nè,
mình bỏ ở trên bề mặt lâu dần á thì nó bị do ánh nắng á, nó làm bẹt màu cái cây. Bẹt màu là sao? Là cái chất dinh dưỡng á, nó bốc hơi hết đi. Đó, thấy không? Còn cái viên mà mình bỏ dưới lớp đất mặt nè, à, còn cái viên bự đây thì nó có chăng đi nữa thì chỉ khoảng cao lắm là 10% dinh dưỡng nó cung cấp cho cây thôi. Còn cái mình bỏ phía dưới lớp mặt nè, đó, là 100% nha. Nó nằm ở trong đất mà. Nó dinh dưỡng nó có đi đâu thì nó cũng ở dưới đó hết về. Nó mềm và nó thẩm thấu dần. Còn cái đây nó nằm ở trên đây á, mình tưới á, có lúc mình tưới vô nó cũng ướt, nó cũng thẩm thấu một ít nhưng mà không bao nhiêu, cao lắm là 10% hoặc 20% gì thôi à. Rồi nó khô, tại vì nó nằm trên bề mặt mà. Và nếu mà trời nắng nữa thì nó mau khô và nó bốc hơi. Cái đó nó bốc hơi dần chứ nó không có thẩm thấu xuống dưới đâu. Như những cái viên mà mình bỏ dưới lớp đất mặt đâu ha. Đó. Thì qua đây mình chia sẻ thì các bạn chăm sóc mà bón phân cái phân tan chậm này sao cho cây của mình nó hợp lý và hiệu quả tốt nhất ha. Rồi chào các bạn. Chúc các bạn có những cách mà chăm cây hợp lý để có những cái cây mà tốt và đẹp đang chia sẻ cùng anh chị em ha. Chào các bạn.